Hôm nay mình sẽ làm món dưa chua kho với thịt ba chỉ nhé. Đây là dưa chua nhà mình tự muối, nó rất là ngon nhưng nó chưa chua quá. Còn nếu nó chua nhiều quá rồi thì các bạn phải rửa qua đi nhé. Chua nhà mình dưa này nó chỉ vừa phải thôi. Và mình dùng một bát như này, khoảng 300g. À, mình miếng thịt ba chỉ cũng khoảng 300g. Bây giờ mình sẽ thái thịt ra để mình rán trước cái phần thịt nó có mỡ này. Mình rán trước. Phần miếng thịt ba chỉ này của mình người ta để bỏ cả rảnh sườn đi cho nên nó rất là dày, cho nên mình phải chia làm thôi như vậy. Để mình rán trước cái phần thịt mỡ này nhé, cho nó ra mỡ bớt. Các bạn dùng thịt vai, thịt lách, thịt mông cũng được, như ba chỉ là một loại thịt mà ăn kho, ăn nấu là ngon nhất ạ. Tiếp đến các bạn cho mình vài lát gừng thái mỏng. Tỏi thái mỏng. Ớt dùng một ít cho nó thú vị. Và bây giờ mình sẽ đi áp thịt trước đã nhé. Các bạn cho chảo lên bếp nhé, mình áp cái thịt này ra mỡ bớt. Sau đó mình sẽ cho hành, cho gừng, tỏi. Và các bạn xào cùng cái phần thịt còn lại xào cùng. Bây giờ mình sẽ cho ra vị để mình nấu nhé. Các bạn cho mình, các bạn là mình món này thì dùng nước tương nhé. Các bạn nào mà không thích nước tương dùng nước mắm cũng được, nhưng mà phải dùng, nhưng mà dùng nước tương nó sẽ ngon hơn. Đây mình dùng một chén phở nước tương này. Một chút nước tương đậm này. Khoảng một chén nước tương đậm, nó sẽ có thêm nước tương đậm nữa. Đây là tương đen. Cho màu vào đây. Ít đường, một thìa cà phê đường cho nó giảm cái độ mặn. Nửa thìa hạt lựu. Và các bạn cho mình thêm một chút hạt tiêu. Thịt này nó thơm. Giờ các bạn cho cái dưa chua vào xào cùng nhé. Cái dưa nó ngấm thêm cái gia vị này. Chuẩn bị cho mình một bát con nước nhé. Để tí nữa mình cho vào một con sẽ chuyển sang cái nồi kho ấy. Đây xào đây cho nó xong.
cho lửa to để mình xào nó săn lên, sau đó mình đổ ra cái nồi to để mình to cho mềm thịt và mình mềm dưa. Khi nó săn lên như này rồi nhé, dưa nó cũng săn lên được, thịt nó cũng hướng ra thịt và săn lên được, bạn sẽ đổ ra cho mình cái nồi to để chúng ta kho cho lửa to một chút nhé. Chúng ta kho, các bạn cho mình ngập nước. Các bạn cho mình ngập nước như vậy, cho lửa to lên xong nó sủi thì các bạn đậy bung hé nhé, và kho đến khi thịt nó mềm từ 30 đến 40 phút, thịt nó mềm và dưa cả mềm. Sủi thoải mái lên khoảng 5 phút thì mới đậy vô nhé, để có cái lúc nước mà từ hôi từ thịt nó bay đi hết. Trong ngập nước như vậy thì nó sẽ mềm thịt nhé, nhưng khi nó cạn và nó sền sệt thì mà thịt nó mềm là được. Rồi bây giờ mình cho nhỏ lửa đốt, đậy vung hé và ninh khoảng từ 30 đến 40 phút. Sau khi mình được 20 phút mình sẽ kiểm tra nhé, củ cải nó đã mềm, thịt thì nó chưa mềm lắm nhưng mà dưa nó đã bắt đầu mềm. Bây giờ mình sẽ để thêm khoảng 10 phút nữa nhé, và các bạn cứ mở vuông này để cho nó bay bớt hơi nước đi và cái này nó sền sệt. Khi nó sền sệt lại như này rồi nhé, mình sẽ kiểm tra xem gia vị nó vừa chưa. Thiếu độ mỏng, cho thêm chút bột ngọt. Các bạn đảo đều lên rồi tắt bếp, nhìn nó sền sệt rất là ngon rồi. Để mình cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Để mình ra đĩa và thưởng thức nhé. Nó rất là ngon, mình đã đơn giản nhé. Thịt bạn chỉ thì mềm, nóng gia vị, dưa thì cũng mềm và ngon lắm. Cái múc ra rồi nhé, cái nước này thì các bạn đun cho mình thêm khoảng 5 phút nữa để cho nó sền sệt thêm. Còn mình sẽ dưới lên trên thì cái món này nó sẽ cực kỳ ngon. Khi đun xong nó nước thì nó sền sệt thêm nhé. Bây giờ mình sẽ dưới lên trên thì nó sẽ ngấm từ 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 trên xuống dưới. Nó không bị khô thịt đấy. Thì ăn nó sẽ rất là ngon. Là mình đã xong được cái phần thịt kho với dưa cải chua, rất là hấp dẫn, bắt mắt và thơm ngon đó. Nếu các bạn thích hay làm giống mình nhé, và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.